Vâng, em Hồng Phúc xin chào quý anh chị và các bạn nhé. Đây ạ, em xin giới thiệu cho quý anh chị và các bạn, đấy là sản phẩm tời quay tay tự hãm này, hàng nhập khẩu nguyên chiếc nhé. Vâng, đây ạ, nhông thép A3 này, hàng tự hãm chuyên dụng nhá, dùng cho việc kéo ô tô, kéo gỗ này, lâng dạp cưới này. Hàng này thì côn rất to nhá, quay rất nhẹ nhàng này. Vâng, đây ạ, côn 48 này, cho nên là lên dây rất nhanh nhá. Đấy, sản phẩm có trọng lượng là 3,6 kg này, bảo hành 1 năm nhé. Bà con có thể lấy cáp hoặc không lấy cáp này, bên em có sẵn hàng nhé. Đấy, côn to chắc chắn này, hàng mã 1200 lbs này. Đây là hàng gạt lẫy đảo chiều nhé. Và đấy, hàng này thì cũng hãm tự động này, bà con gạt lẫy để đảo chiều thôi này. Đấy, na răng nhông hợp kim nhé, hàng Đài Loan nhập khẩu nguyên chiếc nhé. Vâng, chuyên dụng này. Và bên em thì sẵn tời quay tay tời tự hãm nhé, cây lưng dạp này. Ai có nhu cầu liên hệ 0973 143 996 để được bao giá toàn quốc nhé. Vâng, mã 1200 này. Giá bên em đang đổ số lượng lớn là 450.000 một chiếc. Vâng, lẻ là 600.000 nhé. Vâng, ai có nhu cầu hay đại lý có nhu cầu thì cứ liên hệ qua số 0973 143 996 để được tư vấn ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn bà con.